Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Cơm Quay TV. Chào bạn ạ. Hôm nay anh em mình sẽ có một món ăn rất chi là nói chung là đặc biệt đấy. Vì căn bản là nói chung là món này là phải chế biến thế nào nó khéo khéo thì mới ngon được. Vừa đặc biệt lại vừa độc đáo nữa các bạn ạ. Nhìn nó cũng, hầm hố lắm, cô lồ mồ nữa. Như ơi, nhìn ra ngon đấy anh ạ. Như các bạn đã biết ấy, ở trong miền Nam hay có cái gì à, lẩu xí quách à, các món xí quách gọi là các món về xương ấy. Đúng rồi. Ở miền núi mình thì chưa có chỗ nào bán kiểu đấy đâu. Anh em mình không có chỗ bán. Quyết định là tự làm mà số lượng phải hơi nhiều một tí đấy. Và xin giới thiệu với các bạn đây, xương khủng dê đâu, dê đâu, đây là xương khủng long long đây, hai cốt xương dê các bạn nhá. Ủa nhiều thịt thế này, hơi bị nhiều thịt luôn đấy, nhưng mà hôm nay mới chỉ có 1, 2, 3 bộ thôi, chưa đủ, đang đợi mai nữa anh em mình đủ 10 bộ anh em mình mới làm được các bạn nhá. 15 bộ nhiều tí gặm cho bõ các bạn, hơi ít đấy, bây giờ phải sắm nhiều và anh em mình gặm cho nó bỏ đây. Ủa, đuôi này để mai anh em mình sắm đủ khoảng hơn chục cái là anh em mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái món về cái xương gọi là xương siêu khủng long này nhá, hóa thạch nhá, còn có cả đuôi to như thế này nữa các bạn ạ. Nguyên đuôi nhá, đuôi gì, nguyên xi đuôi luôn đấy. Ok các bạn hãy chờ đón xem anh em mình gom đủ sẽ chế biến như thế nào với cả cái món xí quách dê này nhá. Ok nhá. Thế ơi, thịt thế này có đuôi. Thịt thế này. Đuôi này, đuôi vẫn nguyên gì? Kiến bò tí anh làm mình ơi, mấy rồi, con nhặng nhanh. Đây là thịt đây này. Thì ra món này mà tí nó làm xong mà uống bia mà cứ làm một tí xong là nó nhặm gặm nó đỡ no, nó hợp lý. Hôm nay các bạn xem là anh em mình chế biến cái món xương dê là như thế nào, gọi cho theo miền Nam gọi là xí quách dê nhá. Okay. Xem là làm như thế nào để cho nó ngon. Okay. Hôm nay anh em mình sẽ dùng lá bưởi nhá để khử mùi của con dê. Bưởi nhà anh Niên. Quanh năm có quả, lúc nào cũng có. Anh Niên vào bẻ mà. Chắc mình bẻ thôi. Thế thôi là được rồi, tầm đấy là ok rồi. Thêm cái nữa. Nóng quá. Đây lấy cái lá bưởi này để lót xuống cái đáy nồi của anh em các bạn. Tí nó cũng sẽ làm cho thơm, lá bưởi này cũng thơm mà các bạn. Cảnh nào cũng thấy có quả. Bừa đi. Chặt làm ba nha các bạn nhá. Đấy, chặt làm ba đây anh em mình mang đi tấu qua, gọi là hấp với lá bưởi để khử mùi các bạn ạ. Nói chung là mùi nó cũng khá là nặng ấy, cái phần xương sống ấy. Wow. Hấp dẫn chưa? Nhưng mà tấu xong rồi anh em mình làm một bước nữa nha các bạn nha, không phải là nguyên tấu là không ăn được đúng không? Nói chung là cái này cũng phải khử mùi thật kỹ xong là anh em mình mới chế biến được. Không biết thế nào nhưng mà các bạn ạ, mình chọn phần nhiều thịt nhất, mình ăn đuôi. Đuôi là nhiều trên cổ. Lại có cả lại có cả đuôi nữa nha, đúng không? Ăn đuôi mới ăn trên khu cổ này, đây, cái đoạn này. Thịt này đấy. Rồi, tóm lại là tí nữa anh em mình sẽ chế biến một món là rất là dễ ăn luôn các bạn nhá. Con cần phải chọn đằng nào mà chả hết. Nói chung là anh em mình đã làm rất là nhiều món kiểu là có nhiều thịt đúng không? Đúng rồi. Hôm nay tự cho anh em mình một chút thử thách là sử dụng cái xương này mà thấy ra món vẫn nhậu ngon được thì đỉnh của đỉnh luôn các bạn nhé. Hay đúng không? Cái này thì anh em mình trước là cũng có sở hữu là để anh em mình là làm trước là món gì nhỉ? Nấu với đỗ nhé các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay anh em mình khác chế khác đi các bạn. Nấu đỗ thì ngọt. Rồi, nhưng mà món đấy thì nhậu thì cũng mình thấy là cũng nó chỉ nhậu với rượu thôi, hôm nay mình làm món nhậu với bia. Yeah. Chuẩn luôn. Bạn cứ chờ đón xem nhá. Lá bưởi của ta em lấy về đấy, cho vào để tấu đây. Mình sẽ đặt xuống dưới này, vừa tấu vừa để nó thơm và vừa để lót cái đáy luôn các bạn nhá. Nhặt cho vào. Ai da anh ấy. Đấy nồi nó cũng được. Cái nồi này liệu vừa không anh? Vừa đấy. Đầy luôn. Anh em mình hôm nay tận hơn 10 bộ xương cơ mà bạn ạ. Bộ xương sống cơ mà. Sẽ kỹ vào, không hết thật đấy. Tràn viên. Ok các bạn ơi. Một nồi đây. Bê lên đã anh. Bê ra kia anh. Bê lên đã. Bê ra bếp. Rồi. Bếp mình đã, tài em đã nhóm sẵn rồi. Mình tí mình nhận là mình nhóm bếp các bạn. Thế luôn á. Dùng nước các bạn nha. Anh vừa gặp đặt máy quay xuống anh nhóm mà. Đây. Bước đầu tiên. Nói chung là mùa hè này vào bếp nói chung là rất là sướng các bạn ạ. Rất là in. Phi. 5 phút lại uống nước một lần. 5 phút lại phải uống nước một lần. Quá mất nước. Wow. Ok các bạn nhá. Vậy thôi anh, em cho đổ hết vào. Ok, đậy vung và bước đầu tiên
sẽ hoàn thành sau khoảng 15-20 phút nữa các bạn nhé. Đợi nha, đợi nha. Trong thời gian mà tàu cái xương dê anh em mình chuẩn bị cái bếp. Hôm nay là vừa gọi là vừa tàu này xong lại vừa sử dụng đến than nhá, nướng các bạn ạ. Mày quá, chỗ này nó nứt nứt này. Nó dễ. Cuốc nó dễ các bạn. Cuốc dễ cho mày, tí anh nghĩ là tí đã đốt sẽ hơi khó đấy. Vì cái đất là nó đã hơi ẩm. Đấy tí đốt theo cái bên này sang nó sẽ kiểu có lửa sẵn rồi. Dễ hơn. Đó, chuẩn bị luôn. Và xong, gần xong một cái là mình sẽ đốt luôn các bạn. Ok, và cũng rất là cảm ơn nhãn hàng giải độc gạo Tuyệt Linh đã đồng hành cùng anh em mình trong video ngày hôm nay nhá. Cảm ơn rất nhiều. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người đang có virus viêm gan trong máu, để phòng ngừa virus bùng phát gây xơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Người thường xuyên uống rượu bia, để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Đất ẩm được cái là nhiều dạ các bạn ạ. Lót ở bên dưới. Gốc dạ cắt ra lót bên dưới nó cháy được, không thì cũng lâu đấy. Loại đất ẩm này các bạn ơi. Cả cái củi khô nhá mà mình đào xuống như này nó vẫn khó cháy. Nó bị nói chung là nó sẽ bị hơi ướt, hơi ẩm. Nên khó. Là mình lót dạ mình đốt thì nó chắc là nó vẫn ok. Nhanh hơn. Nồi đang đợi chuẩn bị được rồi các bạn ạ, được than phát là anh em mình chắc cũng cho ra luôn thôi. Đấy. Cho ra trước để mình tập ướp cái gì đấy ok các bạn ạ. Ướp nướng của cái món xương dê ngày hôm nay mình sẽ dùng sả các bạn nhé. Đấy, còn gia vị bên này mình rồi. Đây dùng sa tế này, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu, dầu ăn để tương bần nhá. Đấy, mình sẽ sử dụng thêm một chút cái bột ướp nướng của anh em mình nhá. Rồi, anh em nào mà muốn sử dụng cái bột ướp nướng này thì liên hệ anh em Cơm Quê qua số điện thoại góc màn hình nhá. À, bây giờ mình sẽ băm nhuyễn cái phần sả ra đã. Tí nữa anh em mình sẽ vớt cái phần xương sống dê và anh em mình sẽ tẩm ướp và mang nướng. Xương dê nướng sả, sa tế sả. Nói chung là hôm nay nhiều đấy, các bạn cứ coi từ từ nhá, anh em mình ướp đầu nướng đấy luôn. Nhiều nhìn thì nhiều nhưng mà ít thịt nhưng mà lại ăn không hết được đâu mà đảm bảo luôn các bạn, vì các bạn tận 10 bộ. 10 bộ cơ. Nói chung là anh em mà ăn làm thử thì lấy 1-2 bộ thôi nhá. Anh em nói chung là này để lấy nhiều nhiều quay cho nó đã mặt, nó cũng rẻ thôi, nó không phải là đắt quá. Rồi bây giờ mình sẽ gắp ra các bạn nhá. Đun xong mới thấy nó nhiều thịt các bạn. Đấy. Ôi, cái miếng này thì không hai có hai màu khác nhau. Có chứ, miếng nào cũng có nha. Đuôi kìa. Đây. Đây thịt. Không mỗi người một cái khẩu đuôi này khéo cũng xay đấy. Có phải là đun cũng khá là mềm rồi các bạn ạ. Thôi đun nó mềm mềm ra, tí nữa anh em mình nướng bóc nó dễ. Ừ. Xe vào mình sẽ có gia vị thơm ngon và thịt mình lại mềm. Nó đục đục ra này. Ừ. Đun thêm tí nữa thì đấy. Đun tí nữa thì nó bị mềm quá các bạn ạ. Đây, nó tách cái thịt ra là được rồi nha. Trước khi mà bắt đầu tẩm ướp thì anh em mình giới thiệu, xin một phút giới thiệu quảng cáo sản phẩm chuyên dụng về mùa hè của anh em mình nhá. Đó chính là gia châu ngâm nước măng chua. Đây, lọ này là lọ anh em mình ngâm cho thì nó đặc. Măng anh lấy măng. Nhưng mà được đấy. Măng để lâu thì nó lại. Chính lọ này là ngâm thì anh em mình để anh em mình ăn. Đây các bạn ạ. Tết, đang thèm, đang đói. Thử măng này. Tưng tưng luôn này các bạn này. Rồi, mời mọi người nhá. Chuẩn, vừa luôn. Mà mình thích ăn thêm măng. Bác nào mà đã mua rồi thì để lại cho anh em mình bình luận nhá.
Món này thì rất là ngon để uống bia rồi. Lấy miếng của anh Niên à. Ừ, các bạn nhá. Lâu nó hết giòn mất. Ui. Này rất là ngấm rồi. Đây sần sật các bạn ạ. Không giòn như bánh đai mà giòn sần sật. Xin giới thiệu các bạn, đây là lọ to của anh em mình. Đấy, có một loại là lọ to, là một loại là lọ nhỏ. Một loại lọ to này là 2 kg bì anh em mình thái vào cho vào trong lọ này. Nhưng mà thêm cả các cái gia vị là và măng này, nước này ngâm thì lọ này rơi vào khoảng hơn 4 cân các bạn nhá. Nhưng mà nhớ bảo quản để ngăn mát tủ lạnh nha các bạn em. Okay. Để được lâu hơn. Lọ này đúng là anh em mình là lọ thử đấy, nhưng mà chắc phải để được tháng rồi đấy. Mà để mà ăn ngon nhất ý, thì các bạn mua về và ăn trong vòng khoảng 1 tuần thôi nhá. Ăn 1 tuần, trong vòng 1 tuần thôi, nhậu với anh em bạn bè trong 1 tuần thôi thì đấy, các bạn giữ được hương vị lọ và ngon là nhất có thể. Đấy. Màu nó đặc sánh luôn, cay. Ok. Càng tê càng muốn ăn này. Nếu mà các bác mà muốn mua để về thưởng thức vào những cái ngày hè oi bức này cùng với cả một cốc bia hơi đó, bia luôn để ăn một cái vị da trâu giòn giòn sần sật, chua chua cay cay thơm của hạt dổi đó, thêm một chút măng chua nữa ăn đỡ ngán ngán thì đừng quên liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình nhá các bạn nhá. Anh em mình sẽ hàng không bao giờ là có sẵn, mà các bạn gọi đến và anh em mình đặt hàng, anh em bắt đầu mới làm đó, gọi luôn luôn tươi mới các bạn nhá, không bao giờ có hàng để lâu đấy. Okay, em mong các bạn ủng hộ anh em nhá. Ok, bây giờ anh em mình quay trở lại với món ăn ngày hôm nay thôi, đi lấy ra để ướp thôi anh nhở. Mình sẽ sử dụng thêm một ít cho cái bột ướp nướng của anh em mình nha các bạn nha. Đấy. Cái này thì nó khá là nhiều. Có màu và hành tỏi. Được. Sa tế các bạn nha. Anh em ăn cay thì hai lọ, với lại số lượng nó cũng nhiều ấy. Hai lọ này cũng chả thấm thía gì đâu các bạn. Mì chính. Hạt nêm. Hạt tiêu các bạn nha. Tiêu này, thêm một chút tương bần. Cái phần tương bần này nó cũng mặn này. Thì nhà mình cũng không cho muối với mắm nữa. Cái phần bột ướp nướng của anh em mình cũng mặn sẵn rồi. Thêm dầu ăn nha các bạn nha. Rồi, đó lại nướng cái phần xương này anh em cứ cho dầu ăn nhiều nhiều đấy. Đảo đều lên và anh em mình sẽ đi vớt cái phần xương ra để tẩm ướp. Ok. Cái này sẽ rất là thơm. Phủ được mấy mùi của con dê đi khá là nhiều đấy các bạn ạ. Mùi của con dê đó, nó nói chung là nó cũng nặng mùi, cũng đặc trưng rồi các bạn ạ. Ok các bạn nhá, chuẩn bị ướp dần nha các bạn nhá. Đấy, ướp đầu là tài em cũng chuẩn bị nướng luôn cho mình đấy. Trời nó cũng sắp tối rồi. Đặt luôn đúng không? Nhưng đây mới là một nửa đấy, một khay nữa cơ. Ôi đấy. Các bạn chờ nha. Đấy, anh em mình đang okay. Anh em mình đang sắp có một job quảng cáo mới các bạn ạ. Đang có chị ở bên quảng cáo camera các bạn. Đang bảo đặt hàng cho anh em mình quảng cáo. Lắp đặt luôn chị rồi. Sẽ bảo tặng cho anh em mấy cái camera. Được luôn. Mỗi một cái rồi. Được luôn. Okay. Tại em cho lên nướng luôn đi vì nhiều mà. Đấy, lấy chỗ để từ từ nha các bạn nha. 10 bộ cơ. Mùi đã thấy thơm rồi nhỉ? Thơm luôn chứ chị. Thơm lưng luôn ấy. Quách. Đây anh em mình xếp đều đủ đây rồi. Bây giờ thì nướng thôi, nướng chắc cũng nhanh thôi, nó cần chỉ cần xe gia vị và thơm lại là được. Đợi chờ nhưng mà trời nó lại tối mất rồi các bạn ạ. Nướng đấy tay, đặt xem nào. Ôi ôi. Cháy nơi rồi ấy. Mày hết. Nó xem xém đi ăn nó mới thơm em. Đúng rồi. Thơm lưng nhỉ? Không may đang bảo chị may. Chị đi ở đây ăn với em nhá. Được luôn. Được quá đi chị. Hợp lý luôn, ngồi giữa đồng ăn này. Ui. Vui. Tí nữa thì toang. Bên này nó thấy cái đuôi này đặt từ đầu sao ta? Nhưng mà chỗ này là ít ấy. Đấy. Ok. Này thêm cốc bia hơi chứ ối ôi luôn nha. Có chứ. Miếng này mình sẽ không ăn miếng này vì miếng này không có thịt. Anh làm gì được ăn? Anh vào em đã ăn hết cái phần ngon rồi. Anh quay phim là cứ phải ăn sau cùng, không được sự lựa chọn ở đây, hiểu không? Ok. Hơi bị thiệt thòi đấy. Vâng, em bị thòi mà. Không được phép lựa chọn đấy nhưng. Ok, thế thì thôi để nướng xong các nhá, rồi vào anh em mình thưởng thức thôi. Cháy rồi. Nó phải như thế này này. Là thơm đấy. Đấy, xe phát là mình sẽ gắp ra luôn các bạn nhá. Ui dồi ôi. Ngon lắm các bạn ơi.
thơm lắm này, đến nhất thì ui cái đuôi này. Ây à. Ui, ui. Rơi thịt rồi. Đấy đấy đấy, thẩm luôn. Xin mời bạn nha. Ngon không? Được các bạn ơi. Còn nặng mùi nữa như ban đầu không? Nó để hơi hơi có một tí rồi. Vậy là cái dê này thì nó sẽ không thể tránh được cả hết hẳn, nhưng mà nó không còn hôi đâu. Nó còn mùi dê đâu. Ăn tạm á? Ai muốn ăn tạm này đây anh ạ? Lốt đi. Đây là mình sang bên này mình xem chỗ nướng được rồi này. Đấy, nhìn này. Xe vào rồi. Được rồi đấy các bạn ạ. Chuẩn bị lên mâm mấy em cơm quê thôi nhá. Đã. Thơm ngon luôn. Chứ được cái nào mình cắt nhậu. Thì chỗ này cái thịt này cũng bắt đầu mềm, nó mềm ra rồi đấy. Đúng rồi, bóc dễ. Bóc là dễ, ăn là ngon. Thế là tách thịt rồi. Nhậu là bén. Nào, mời các bạn thưởng thức cùng anh em mình nhá. Các bạn nhá. Dưới kia tối quá anh em mình mang lên trên nhà các bạn ơi. Đây, cái này nói chung là nó cũng dọc dọc rồi đấy. Bây giờ anh em bóc nha các bạn. Ai à. Trông có vẻ được đấy. Bẻ đây à. Bên không bẻ thì có tủy, ồ tủy cả. Tủy đây. Tủy luôn. Thôi nhỉ. Kéo xem xa không. Ồ, kéo dài đấy. Cái lớp dài. À. À, xin mời bạn nhá. Mời mọi người đi. Được. Mà anh chọn đúng cái miếng ít thịt cho anh nhìn. Không, cái này nó mới dốc thịt mạnh ấy. Miếng nhiều thịt nó không dốc mạnh mà cái này không. Ôi nhưng mà ít thịt này nó ngấm gia vị không ạ? Đây. Ngọt luôn. Nghỉ đây. Úi. Anh đi ăn được miếng thịt ngon chưa? Tài đấy. Ngon. Thịt nó cũng rắc rắc rồi, nó không để còn xé được à. Nói chung anh em mà làm này phải luộc nó mình táo nó phải như như cái phần thịt xương một tí. Wow, đây này, nhìn trông thế thôi nhưng mà cũng rất nhiều thịt các bạn nhá. Dễ bóc thật. Nói chung là mình anh em nên vừa tập. Bóc dễ. Thế là sạch trơn. Có một cái đầu này là một được một miếng ấy các bạn ạ. Tài bẻ thử cái của em xem nó lấy được cái không? Lấy được tủy giống của anh Nhiên không? Em bẻ nha. Đó đấy. Bẻ tiếp một bên nữa. Thì em bẻ mới rút được cái tủy nó dễ hơn. Đấy. Ừ. Úi dồi. Đây này em còn bẻ tiếp nữa này. Ôi. Không được rồi. Rút đằng tiền kia. Ồ chắc lắm. Nhưng mà bạn nha. Mồm vào. Ngậy không? Tóm lại phải dùng tay mạnh mà mới sở hữu mới ăn được các bạn nhé. Không như là thấy phần mỡ mỡ này béo mà thơm các bạn. Còn là không bị ấy nhá. Cái này là cái phần thịt thăn của nó đây này. Cho họ không lọc được kỹ. Ngọt lắm. Thế luôn các bạn. Thế này nó ngấm được cái gia vị không? Có rất là nhiều anh em đi nhậu hay xin những cái kiểu là cái xương hầm ở quán người ta hầm ấy. Sao là mang ra không còn nhiều thịt lắm đâu nhưng mà rất là thích ngồi kiểu ăn kiểu đấy. Nó ngọt. Nó có cảm giác rất là khác các bạn ạ. Không phải là ăn ngập thịt mà mình lấy từng tí một, những phần thịt đấy rất là ngon nhá. Đấy, ăn uống ăn kiểu như này này. Đi ăn đi, chuyên gia gọi xương ra để gặm. Xin đúng không? Xin thêm cái kiểu cái phần xương cổ cánh này. Phần xương ở thân của nó người ta hầm cái nước ấy. Có quán nó bán nguyên cái đấy kiểu đây kiểu nhiều này đây nhiều thịt này kiểu nước sáo này nấu nước sáo xong còn xương ấy rồi miếng anh nên đầy thịt đấy là phần cổ ấy nhỉ xương cổ nhiều thịt nhất ngon nha càng đấy nó này càng ngấm được gia vị nhá. Nhưng mà bọn em mình có thật tế, gặp là nó hơi chất tê mép đi các bạn. Nhưng ngon ạ. Ăn nó phải có tí cái cay mới ngon các bạn. Mình mới ăn cay quen rồi. Ai nhậu lúc ăn tí lúc bia. Có tí bia hơi các bạn ơi. Ngon mùa đấy. Hè không thể thiếu được bia hơi. Chỉ nên nói chung là cái món này là gặm này cũng nhiều thịt đấy nhưng mà phải có tí bia này để hãm. Cay cay tê tê. Nói chung là có cái tí bia này thì anh em nhấm được lâu các bạn ạ. Ăn được chắc nhiều. Bởi vì có một lần mình ăn hết với anh em ăn hết 20 khúc rồi cơ. Rồi. Kiểu ngồi nhậu lai dai ngồi nhân nhân tí thịt cảm giác rất là vui miệng các bạn ạ. Nói chung là bây giờ nó như thế này nhá. Đây này.
bẻ cắt đấy, quạch cái là nó ra. Đây. Gặm này dễ. Những cái đoạn sống lưng này gặm dễ hơn. Trông cái hơi là nó rất là ngọt. Nó nhiều, nó cũng gọi là nhầm gì đấy. Nó không nhiều thịt như hẳn là một cái khúc thịt kia, nhưng mà ăn như này nó sẽ không bị khô vậy. Nó không không kiểu là cảm tưởng nó không bị nạt quá các bạn. Này, cứ thế này mà nghẹn. Chết chưa? Như này ngọt rồi. Làm thịt cay cay tê tê xong là thêm cốc bia ùi mạt đét. Anh em mình còn có vẫn còn da trâu các thứ kia kìa ăn này. Mà phải giải quyết hết cái mọi đã. Ăn nhiều quá. Thế ra không thể chí được vậy. Nhớ anh em mình về còn còn đun để nó mấy con đấy nó nấu cháo cho mấy con đấy. Ăn cầy. Ngon đấy, hết mép rồi. Quá ngon. Mình vào mình cũng làm hết cây rồi cơ. Dù thế tủy đã ăn nhá. Anh em mà sở hữu đừng có nướng luôn, nướng luôn là sẽ không góc đâu. Dài. Dài ấy. Các bạn cũng phải đun cho nó mềm ra. Thế nha, như anh em mình này đun thêm tí nữa các bạn. Chưa góc lắm. Chờ cái đuôi chưa. Thử cái đuôi này xem như thế nào các bạn nhá. Đuôi này thì nhiều thịt rồi đúng không? Nhiều thịt, béo. Chất lượng luôn các bạn. Như này. Này cứ gặm gặm này. Thế điều ông thịt cá ăn đêm mà gọi cái này là gặp vào rượu các bạn. Ok. Đó thì hôm nay anh em mình có chia sẻ với các bạn một trong những món đây là gọi là làm từ xương sống các bạn nhé. Và phần xương đuôi, xương sống, xương đuôi, xương cổ. Một giải gọi là dọc cơ thể con dê. Đấy. Các bạn có thể mang về để chế biến cùng anh em nhậu nhẹt vui vui miệng các bạn nhé. Khá là ngon đấy các bạn ơi. Không nướng thì các bạn có thể là làm chế món khác, nếu ví dụ nếu mà để một bộ thôi thì các bạn hầm canh nữa thì rất là tuyệt vời. Ok. Đó thì các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ anh em cơm quê nhá. Mua hàng ủng hộ thì số điện thoại bên góc màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào mọi người nhá. Chào bạn nhá.